kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, không khí lạnh tràn về, miền Bắc nhiệt độ giảm sâu và trời chuyển rét, miền Trung mưa nhỏ nhiều nơi, nhiệt độ giảm, miền Nam có mây trời bớt nắng gắt. Trong đêm nay, những cơn mưa ở khu vực Bắc Bộ không còn, nhưng nền nhiệt Bắc Bộ thì sẽ còn giảm thêm từ 1 cho tới 2 độ. Mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Trung Du hạ xuống còn từ 12 cho tới 14 độ. Còn ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ là từ 15 cho tới 16 độ. Với mức nhiệt như vậy thì đêm nay sẽ là đêm rét nhất của đợt rét này. Vì sau đêm nay, ngày mai khối không khí lạnh suy yếu, miền Bắc trời tạnh giáo hửng nắng về chiều. Không khí lạnh tiếp tục dồn xuống miền Trung. Trong đêm nay vẫn mưa nhiều nơi, cho suốt một dọc từ Nghệ An đến Bình Định, khiến cho nền nhiệt các tỉnh miền Trung trong ngày mai sẽ tiếp tục duy trì mức thấp. Như Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất ngày mai chỉ từ 19 cho tới 22 độ. Từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi, Bình Định, trời se lạnh, nhiệt độ từ 22 cho tới 26 độ. Trong khi đó, từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 27 cho tới 31 độ. Không khí lạnh không ảnh hưởng trực tiếp, nhưng nó cũng làm cho Tây Nguyên trời chuyển mây nhiều hơn. Cường độ nắng vì vậy cũng giảm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên cũng không cao, chỉ khoảng từ 28 cho tới 31 độ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ thì nắng từ sớm, nhưng cường độ nắng thì cũng không quá gắt. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Nam Bộ dao động trong khoảng từ 33 cho tới 35 độ. Nóng vẫn chỉ xảy ra cục bộ vài nơi ở các tỉnh miền Đông. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 cho tới 4 mét và biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho tới 3,5 mét và biển động. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.